chưa đâu, bây giờ vẫn đang trong phần đối diện, em cứ ngắt lung tung lúc nãy là hết phần kia thì em không ngắt. Ba quyền của chúng ta sẽ gồm có một bài quyền tự chọn trong hệ thống, bốn bài hand, có nghĩa là chúng ta có thể thực hiện hand sodan, hand midan, hand sandan, hand yonan. Một trong bốn bài quyền đó, tại sao lại bốn bài? Bởi vì bài thứ năm hand wudan thì đã nằm trong phần tin này. Trong phần tin này sẽ có hai bài thứ bắt buộc, cùng có bài hand wudan và bài taki sodan. À, nhưng có nói gì trở lại trong cái phần đối luyện đấy nhưng mà cái cách tập đối luyện đặc biệt là trong bảy tập chuyển xin thì các bạn để ý nhé, hoặc là bên phản công sẽ là bên tấn, chúng ta sẽ là tấn công trước mà chúng ta không chịu tấn mà chúng ta đang đứng ở thế bi để chúng ta tấn công luôn. Ví dụ như trong cái thuật một thì đã đứng ở tư thế bi này, chúng ta tấn công lên đòn đầm Ozuki, sau đó đối phương lùi đỡ và sẽ phản công lại thì chúng ta rút tấn đỡ phản công. À, chúng ta vừa kết hợp giữa hai bên sẽ có là tấn công, mình tấn công thì đối phương sẽ lùi phòng ngự, và sau khi phòng ngự xong thì đối phương sẽ tấn công lên, và chúng ta bị đối phương tấn công thì chúng ta sẽ lùi phòng ngự và thực hiện các đòn đỡ sau khi ta phản công. Thì kỹ thuật 1 nó là như thế. Kỹ thuật 2 các bạn để ý là kỹ thuật 2 thì các bạn tiến đá Jokowi. Ví dụ đang đứng này, khi các bạn tiến đá Jokowi về trước này, chúng ta không có rơi chân xuống trước này, nghĩa là khi chúng ta thực hiện này đòn đá đối phương đỡ thì chúng ta giật chân về và sang luôn, đối phương đá lên phản công lên thì chúng ta giật chân vào. Các bạn để ý là kỹ thuật 2 tiến đá đá chân về đối phương phản công đỡ tập chú đang cho ra tập chiến đấu ra xin. Kỹ thuật 2, kỹ thuật 3, các bạn tiền đấm trung đạn đấy, thì đối phương sẽ lùi đỡ và sau đó thì sẽ phản công và đồng đạn chúng ta giật chú đang. Ở đây bạn để ý nhé, khi các bạn chuyển tấn trong này là nó là phải là bên xin là khác vật chiến đấu rồi, nên là khi các bạn đã chuyển xong các bạn dập vào là ở đây bạn có thể chuyển tấn dập lướt lên sau lên là trong kỹ thuật cơ bản thì khi các bạn thực hiện đòn đấm lưng, các bạn kỹ thuật cơ bản thì các bạn không di chuyển chân, chân các bạn không được luôn lướt di chuyển lên này, nhưng trong phần chiến đấu thì yêu cầu các bạn phải lướt chân lên để kéo khoảng cách giữa mình được đấy là đang sinh ra. Kỹ thuật thứ ba, kỹ thuật thứ tư, các bạn tiền đá mai đang đúng tiền đá mai cũng như là đá cho cô này, đá xong bị đối phương đỡ thì các bạn giật chân về sau luôn, đối phương tiền lên đấm thường thì các bạn cứ đỡ tầm không có lại. Thì tất cả các kỹ thuật các bạn cố gắng tập nó liên hoàn lại với nhau. Kỹ thuật 5, các bạn tiền tiền đấm châu đăng đăng kỳ, đối phương đỡ và sau đó tiền phản công bằng đòn đá chuyển sang từ, nhớ là ở kỹ thuật 5 này các bạn chỉ chuyển góc 45 độ, nghĩa là các bạn đừng có chuyển chân ra sau này, chuyển chân ra sau này khi các bạn thực hiện đòn đá tiếp theo các bạn rất xa đối phương, các bạn không đá được. Vì thế là ở kỹ thuật này khi bạn chuyển, các bạn chỉ chuyển sang góc 45 độ và đỡ, và các bạn bung chân lên thì rất là dễ. Đấy, đấy kỹ thuật 5. Kỹ thuật 6 thì nó dễ hơn. Kỹ thuật 6 thì các bạn chỉ rất đơn giản là bạn tiền đấm, và ở đây thì đối phương sẽ tiền đá một cầu thì các bạn lùi sau đỡ đập ra dập, như tôi nói là tần chiến đấu là bạn dập lâu bạn di chuyển chân lên. Kỹ thuật bảy thì các bạn tiền đấm và tiền đấm nghịch, bước chân phải đấm bước trái, sau này đối phương đỡ xong rồi tiền đá dương cô thì bạn lùi chân phải co tay trái trên hạ xuống
thực hiện chi cho đi. Là ở đây ở cái tập 7 này chỉ có tay tay trái là hoạt động. Đấy. Chú ý là cái đoạn đánh kia đi lên thật về em chọn sang bạn đánh đánh vòng với tay này lên chân thẳng đấy. Thẳng chọn lên đấy là đoạn đánh kia đi. Nó tổng thể 7 kỹ thuật cơ bản đối luyện canxi đối với thực thế 13 như thế rất dễ. Hai cảm ơn anh Hưng. Tôi đã kiểm tra được cái ba cái bài quyền, cái bài quyền Takti Suran của anh Hải và cũng khá là tốt. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện luôn ba cái bài quyền Ti Nhân Đai Mâu thứ hai với anh Hải vào được thực hiện ba bài quyền. Theo thứ tự thi thì chúng ta sẽ thi bài quyền một cái bài quyền Heian So, một bài quyền Heian tự chọn trong bốn bài quyền Heian Sodan, Heian Nidan, Heian Sandan và Heian Nidan. Người thi đang đai nâu khu 2 được quyền lựa chọn một trong bốn bài quyền đó là gọi là quyền tự chọn, và hai bài quyền bắt buộc gồm có Heian Vodan và Takti Sodan. Bây giờ anh Hải sẽ thực hiện bài quyền Heian tự chọn trước. Chào rồi, xin lỗi, nghiêm đọc thêm bài. Heian Diêu Nhất. Rồi. Thì trong bốn cái bài quyền tự chọn của Heian này, chúng ta có thể chọn bất kỳ bài nào, kể cả chúng ta đi bài Heian Sodan cũng được. Cái đấy là tùy vào quyền lựa chọn của mỗi người khi mà chúng ta được phép đi phần quyền tự chọn. Còn hai bài quyền bắt buộc là Heian Vodan và Takti Sodan. Như tôi đã nói là giữa các bài quyền, huấn luyện viên và ban tổ chức sẽ cho phép mình nghỉ 30 giây, 1 phút, 2 phút. Sau đó sẽ thực hiện bài quyền tiếp theo. Bài quyền tiếp theo Heian Vodan. Tên bài Heian Vodan. Chuẩn bị. Bắt đầu. Tiếp bài Takti Sodan.
Bắt đầu. Tay chúng ta đứng
đưa bằng cánh tay, được. Cánh tay đưa hết ra ngoài, chứ không được để trong này. Đòn này là đòn đỡ, theo đỡ qua bên phải. Bằng cánh tay trong, tay dưới chúng ta thủ, dưới chỏ tay trái, úp. Từ anh em một hai ba đấy, đòn này đòn lưỡi tay trong, cánh tay trong. Tiếp theo chúng ta giật về hông, tay phải chúng ta thủ ngửa, tay trái chúng ta thủ nghiêng. Từ đây chúng ta đấm sang ngang, đòn này là đòn một, tay này thẳng và tay này vuông góc trước ngực nha. Đây là được một nửa về quyền. Tiếp theo, nửa tiếp theo chúng ta bung cả hai bàn tay. Một, hai, tiếp theo một, xoay,
sau vòng quốc ra chân tiếp xúc với đất tay đầu đập đập kết thúc luôn. Từ đây chúng ta đánh quay sau tấn sen gạt ghế đan bên đây quay sau tấn đi ba chi gạt ghế đan đây quay mặt sang quốc thủ lên quốc hai tạ thủ tạm sau trỏ để điều chỉnh tiếp theo lên một đỡ hai và đấm thúc và này là thúc đấm thúc của cầm đấy và chúng ta sẽ tiếp tục đòn nhảy đỡ chéo hai tay trước đầu gối để kéo đấy xong ra lần gen đỡ tiếp lực. Và từ đây chúng ta quay lưng xương sau xỉa và bước sang cô gạt lên rút về xoay tay sau cùng góc tay dưới tay trước giống như đòn gạt gây ra đây theo vuốt bung tay trước ra phần đau tay đấy chìa chỉ chúng ta sẽ bàn tay chúng ta sẽ là ngược ngửa lên chứ không biết tay thủ giống như kiểu chúng ta chuẩn bị thủ và cái đàn ra tiếp theo chúng ta giật ra một gạt ra một và rút về từ đây không mũi chân mũi chân sau gót chân sau chúng ta đưa sau đây hai lần góc mặt như thẳng trước kề đi và vậy là hết một bệnh viện nghe vô đăng anh đi hướng vào luôn chính giang cầm cả máy như vậy là chúng ta đã xong cái chương trình thi đan đai nâu Q2 bao gồm cả kỹ thuật cơ bản quyền và đối luyện. Đó là ban đầu tôi cứ sợ là không làm được xong cả ba chương trình nhưng mà cũng đã làm được xong, như vậy rất là vui bởi vì bây giờ không phải như ngày xưa, bây giờ thì ai cũng bận công việc lắm cho nên là nếu mà thực hiện được là tôi rất là vui. Thì, hy vọng là ngày mai không bận gì để có thể thực hiện nốt chương trình thi lên đây nâu Q1 cho nó xong cái việc đấy đi để còn thời gian, có thời gian thì chúng tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn cái các cái bài quyền, các bài quyền sẽ quay đủ các góc, quay chậm, làm chậm để chúng ta có thể thực hiện được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãy comment bình luận ở phía dưới để chúng tôi biết ý kiến của quý vị cũng như để chúng tôi có cảm hứng động lực để làm việc. Xin cảm ơn. Chúng tôi sẽ chào nghỉ và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Cuối buổi tập chúng ta nhớ là thả lỏng chào xong rồi mới nghỉ nhé. Ê! Yêu! Đâu! Ê! Yêu! Đâu! Ê! Cảm ơn!